Xin chào các bạn. Mình đang ở đôi hoa Hưng Dương ven sông Lam của Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An. Đôi hoa rất là đẹp. Mời các bạn ghé qua chơi. Rất nhiều người đẹp đang đi chụp ảnh. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Đây là chị Phan Thị Hiệp. Quá đẹp quá. Phạt 5 triệu đồng một lần ngất hoa. Đi đấy, nhìn đấy, nhìn nó đi. Sang nhà và tìm sao.